kinh văn hà nhân nhữ đẳng tằng ư tích niên đổ nhất kỳ vật kinh lịch niên tuế ước vọng câu vô ư hậu hốt nhiên phúc đổ tiền dị ký ức uyển nhiên tẳng bất di thất tác thử tinh liễu chạm bất giao chung niệm niệm thọ huân hữu hà chủ toán việt dịch do đâu mà các ông trong những năm trước đã từng thấy vật lạ trải qua nhiều năm chẳng để ý đến rồi sau bỗng dưng thấy lại vật lạ đó liền nhớ rõ ràng không hề thiếu sót vậy trong tính tinh minh đứng lặng chọn không dao động ấy đã chịu sự huân tập trong từng niệm đâu có chủ tính gì giảng do đâu mà các ông trong những năm trước đã từng thấy vật lạ trải qua nhiều năm chẳng để ý đến Nhân đâu mà nó xảy ra do ông tử trong quá khứ, đã từng thấy vật lạ lâu rồi bỗng quên đi, chẳng quên chẳng nhớ đến vật đó nữa nguyên nhân của việc này là gì quý vị có thể thấy một vật kỳ quái nhưng sau nhiều năm quý vị chẳng nhớ chẳng quên gì đến vật ấy nữa cả nếu quý vị nói rằng mình đã quên việc ấy có nghĩa là quý vị vẫn còn một vài hồi ức về sự kiện đã xảy ra nhưng mà ở đây chẳng có việc nhớ quên gì về sự việc đó nữa cả rồi sau bỗng dưng thấy lại vật lạ đó liền nhớ rõ ràng không hề thiếu sót nhưng rồi sau đó bỗng nhiên thấy lại vật lạ ấy, ông liền nhớ lại vật ấy một cách rõ ràng, không sót một chi tiết nào cả. Nếu quý vị bỗng dưng thấy lại vật ấy lần nữa, thì quý vị sẽ hồi tưởng lại làm sao mình biết được vật ấy, mình đã gặp vật này trong quá khứ, và làm sao nó xuất hiện, quý vị sẽ chẳng quên một chi tiết nào cả. Làm sao mà ông có thể theo dõi được sự huân tập của từng niệm từng niệm ở trong tánh chất tinh thuần sáng suốt không diêu động ấy? Vậy trong tính tinh minh đứng lặng, chọn không dao động ấy đã chịu sự huân tập trong từng niệm đâu có chủ tính gì. Ở trong trạng thái trong suốt không diêu động ấy có sự huân tập tiếp diễn liên tục trong từng niệm, từng niệm, làm sao theo dõi được việc ấy, làm sao người ta có thể hồi tưởng lại được mọi sự kiện, giải thích như thế nào khi đã gạt bỏ hoàn toàn mọi vật ra khỏi tâm trí, lại còn nhớ, khi thấy lại nó trước khi thấy lại vật ấy quý vị không gọi lại nó nhưng một khi quý vị đã gặp nó quý vị tự động nhớ đến nó liền làm sao mà chuyện ấy được tính toán kỹ lưỡng như vậy ai có thể lưu trữ điều này một cách chính xác ai theo dõi việc này. Điều này chứng tỏ cho dù quý vị có tạm thời quên nó, nhưng thức thứ 8 vẫn nhớ. Đó là lý do tại sao khi quý vị thấy vật ấy lại, quý vị liền nhớ ngay. Đó chẳng phải là có người đã theo dõi mọi sự việc hay sao. Nó đã được lưu giữ trong thức thứ 8 một cách tự nhiên.